chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Ngọc Thanh Official. Theo các bạn, tiền bị mọt như thế này thì có thể đổi mới lại được không? Hôm nay lúc mình đang lướt Facebook thì bắt gặp một bài viết của một bạn người Việt đang làm tại Nhật Bản. Đợt vừa rồi bạn này có mang tiền yên về Việt Nam nhưng mà giá yên quá thấp nên là bạn này đã không bán và cất vào két, đợi khi nào giá nó lên thì bạn này mới bán. Hôm nay bạn này mang tiền ra thì phát hiện là tiền bị mọt ăn hết, rách không còn một tờ nào nguyên vẹn cả. Thực sự là cũng thấy thương cho bạn này. Riêng chỗ tiền bên này thôi cũng khoảng 32 triệu nhân theo giá yên 162, còn chưa tính số tiền bị rách tan tác ở bên này nữa. Theo mình thì bạn này cũng mang khoảng 100 triệu về Việt Nam. Vậy nên nếu như số tiền này mình mang ra ngân hàng đổi thì có thể đổi được không? Thì mình có thử tìm hiểu ở trên mạng thì thấy rằng nếu như diện tích của tờ tiền còn lại trên 2/3 thì các bạn có thể đổi mới hoàn toàn. Nếu diện tích tờ tiền còn lại trên 2/5 và ít hơn 2/3 thì có thể đổi được một nửa mệnh giá. Nếu diện tích tờ tiền còn lại không đủ 2/5 thì mình sẽ không thể đổi lại được tiền này. Vậy nên mọi người có tinh man thì cũng cẩn thận hơn về chỗ để và thường xuyên kiểm tra nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Nếu thấy video của mình hay và bổ ích thì hãy like và subscribe cho kênh của mình nhé.